bạn đang đến với chương trình trò chuyện cuối tuần ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Miss Áo Dài là một cái tên không chỉ quen thuộc và nổi tiếng đối với trong nước mà còn được rất là nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là người Nhật tìm đến như là một địa chỉ không thể nào thiếu được mỗi khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến ngày hôm nay thì Miss Áo Dài đã mở rộng các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của mình sang rất là đa dạng và phong phú, như là đầu tư xây dựng, rồi bất động sản, rồi thủ công mỹ nghệ và cả dịch vụ thẩm mỹ hay spa cao cấp nữa. Miss Áo Dài đã được giới thiệu trên tất cả các kênh truyền hình Nhật Bản và đã có được một công ty Nhật Bản ký hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu tại Nhật. Và chủ nhân của thương hiệu này cũng đã là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được các tạp chí Nhật Bản chọn để phỏng vấn như là một gương doanh nhân thành đạt của Việt Nam. Thưa quý vị, chị chính là chị Dương Thanh Thủy, là giám đốc của công ty cổ phần Trung Thủy. Và việc tạo dựng cũng như là phát triển thương hiệu Miss Áo Dài độc đáo và đầy ấn tượng của chị là cả một chặng đường nhọc nhằn nhưng cũng vô cùng thú vị mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Xin được mời chị Dương Thanh Thủy. Chào Quỳnh Hương, chào các bạn. Nãy giờ Quỳnh Hương phát hiện ra ở chị có một cái nụ cười rất là gọi là cười chúm chím mà mà ẩn chứa một cái gì đó nó gọi là không giấu đi được. Vậy là chắc là chị đang có một cái điều gì đó rất là vui trong lòng thì phải ạ. Cậu con trai lớn của mình đang học bên Úc, đang về nghỉ một tháng cùng với gia đình, thành ra có rất là nhiều chuyện vui. Thế là mẹ Thủy vui là phải rồi. Thế thì lớp trẻ bây giờ đó thường thường là được vào đời với rất là nhiều cái sự hậu thuẫn, chẳng hạn như là có bằng cấp đàng hoàng nè, rồi có được cha mẹ và các thầy cô hướng dẫn nhiều nhất nè, rồi lại được xã hội bây giờ có vẻ như là được quan tâm tới lớp trẻ rất là nhiều. Thế ngày xưa chị đã từng vào đời như thế nào? Thì nói chung thì mình vào đời thì hơi vất vả, tại vì thì còn trẻ mà, thành ra cũng lập gia đình mới, thành ra khi còn nhỏ thì phải sống xa mẹ, lên sống với ông, với bà nội và các gia đình anh em của ba. Thì đương nhiên là hồi nhỏ thì bây giờ người ta dùng cái từ là ô xin, hồi nhỏ mình làm vậy đó. Nhưng mà nói chung cũng cũng được đi học. Cho đến... coi như là mình học được năm thứ tư trường Đại học Y Dược, rồi sau đó mình nghỉ. Tại sao đã phấn đấu cho tới gọi là gần tới ngọn cây rồi thì lại lục tục leo xuống là như thế nào? Tại vì lúc đó là sau khi mà giải phóng á, thì mình về ở với lại ông anh. Thì lúc đó là giải phóng mới học có lớp 9, lớp 10 thôi. Thì khi vào đại học, học được năm thứ tư, thì trong cái công việc làm của anh mình á, có một cái tai nạn mà ông anh mình lại phải đi ở tù á, là do cho một người bạn mượn cái xe rồi đụng chết mấy người, rồi cái người đó người ta trốn đi nước ngoài luôn. Thành là chủ xe thì phải liên đới trách nhiệm. Thành là trong cái hoàn cảnh đó thì ông anh mình có 4 đứa con. Thì cái cháu lớn nhất mới có 8 tuổi thôi, mà cái cháu nhỏ nhất thì mới có 5-6 tháng. Thành là lúc đó thì cái hoàn cảnh như vậy không thể, mình không thể tiếp tục đi học được, mà phải nghỉ để đi làm để phụ tiền cho chị nuôi cháu. Nói chung là khởi nghiệp của mình là đi làm công. Có nghĩa trong cái lúc mà mình học đại học á, thì mình có nhận kế bên nhà là có cái chị hàng xóm, chị làm mấy cái hàng thêu, để chị hàng thêu chị bỏ ngoài đường Nguyễn Huệ, mà lúc đó là còn mấy cái kiosk giữa đường đó. Thì mình có qua nhà chị đó, mình nhận cái hàng thêu đó về mình làm, kiếm tiền thêm đi học. Thì khi mà cái chuyện xảy ra thì mình đi ra mình làm công cho cái gia đình đó, coi như làm thuê bán hàng cho cái gia đình anh chị đó ở ngoài đường Nguyễn Huệ. Và đó có phải là những cái bài học đầu tiên để cho chị sau này chị phát triển thành thương hiệu Miss Áo Dài không? Mình nghĩ là chắc là như vậy. Tại vì khi mình ra đường Nguyễn Huệ bán thì cái khách mà mình tiếp xúc hàng ngày là người ngoại quốc chứ không phải người Việt Nam. Mà người ta rất là thích hàng mỹ nghệ của mình. Thậm chí lúc đó mình nhớ năm 1980-81 á, là người Việt, người Liên Xô người ta rất thích mấy cái giỏ bằng lát và theo bông hồng. Thì mình nhận cái bông hồng đó về mình theo, rồi đưa cho một người khác, người ta may thành cái túi bán cho người Liên Xô. Nhưng mà cho tới khi nào thì bắt đầu chị mới, cái từ cái ý tưởng manh nha ban đầu đó chị mới bắt đầu nghĩ ra cái thương hiệu là Miss Áo Dài? Lúc cái trên cái đường đó đó là người Nga là nhiều. Rồi mình thấy là có một cái chuyện rất là vui là cái ông khách đó, ông mang rất là nhiều đồ dùng cá nhân. Ông tới cửa hàng, ông kêu là Rasminyak, là đổi đi, là Rasminyak là chen á. Thì mình không hiểu, ông nói Rasminyak là gì. Cái ông mới mở cái túi ra, ông lấy tất cả, nào là xà bông, rồi sữa gì đó, ông bỏ trên bàn. Rồi ông mới lấy cái túi của mình, ông bỏ vô cái giỏ đó. Cái ông bye bye, ông đi. Cái mình nghĩ, thì ông này, ông muốn đổi đồ. Lúc đó không biết tiếng, đổi hàng hóa mà mình không biết tiếng. Cái mình nghĩ không được rồi, nếu mà như vậy thì phải đi học ngoại ngữ thôi. Phải đi học tiếng để mà trao giao dịch với người ta. Thì mình mới buổi tối thì sau khi làm việc xong ở đó thì đi học thêm tiếng Nga ở Trung tâm Hữu nghị Việt Xô.
thì học mới có 3-4 tháng, nhưng mà mình học những cái từ để mà mình giao dịch. Thành ra cái người chủ, cái chị đó, chị thấy mình bán được thì chị nghĩ à, chắc là chị cũng sẽ bán được như vậy. Cái chị nói thôi giờ chị không mướn mình nữa, nhận chị chưa? Không thuê nữa. Thế nghĩ rồi cho mình luôn. Thế vậy đó trời, lúc đó thì cả gia đình là sống vào vào cái nguồn thu nhập chính của mình. Mà giờ chị không thuê mình thì mình làm sao? Cái lúc đó mình đi lội vòng ở đó thì nó có rất là nhiều kiosk, thì mình đã đi qua cái kiosk đối diện, mình cũng giải thích là mình xin làm thêm vậy đó. Nhưng mà cái cô kiosk đối diện thì là cổ để ý, cô thấy là cô này bán giỏi, thành ra mình vừa qua mình xin cái cổ queo không luôn đó. Ờ thôi vô đây làm đi, coi như là thất nghiệp chỉ có vài ba ngày thôi là qua cái bên làm tiếp. Dạ, thì qua cái bên làm tiếp thì làm một thời gian thì cái cô đó cổ lại thấy là mình bán đắt quá, thì cổ lại nghĩ thôi chắc là cổ cũng sẽ bán được, lại cổ lại không nhận mình nữa. Như vậy là cái chuyện gọi là tháo giác trong trường hợp này là không tốt, không rất tốt, là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Lúc đó mình thường biết không có vốn, không có công, mà đi làm hai người mà trong vòng chưa có 8 tháng mà bị mất việc 2 lần. Lúc đó cái lúc đó về nhà thấy mấy đứa cháu nó giống như là nó khổ quá, lúc ra bò bò à, không có sữa rồi kia. Cái mình đi dọc sông Sài Gòn nó chờ ông chừng nhảy xuống dưới chết xương hờn. Thôi, cái lúc đó mình về cái cầu cháu lớn á, nó ngồi cái nó nói à, tại vì mình nhỏ nhất trong nhà mà nói chứ à, trời cô Út mà chết tụi con chết theo á. Tức là tụi nhỏ nó cũng nắm được tình hình, cái cảm giác nó như vậy. Thế rồi thời thế tạo anh hùng. Cái xong lúc đó cái mình giống như mình bực dậy, nói trời tự nhiên sao mình chết, mà trong khi có bao nhiêu người là phải sống như mình. Cái mình mới đi qua cái nhà đối diện cái bên, thì cái chú này chú cũng tốt lắm à, nói chung các bộ về hưu mà. Cái người ta thấy mình bán hàng hàng ngày, người ta cũng nhìn thấy á. Cái mình nói chú con vậy vậy đó, bây giờ con muốn thuê cái nhà con bán. Cái ông mới nói à, con sao? Cái mình kể là ở mình bán mà mình bị đuổi vậy rồi gia đình sao? Cái ông thấy tội nghiệp, ông nói ừ thôi bây giờ tao cho mày thuê nhà đó, nhưng mà mày trả sao? Khi nào mà có tiền lãi thì trả. Cái Quỳnh Hương lúc đó, Quỳnh Hương biết là mình có cái ông bạn mà bây giờ là chồng mình đó. Đó thì xong cái mình mới buồn quá, cái mình về mình nói với ổng, mình nói trời khổ quá, bị được bị như vậy mà trong khi má của ảnh á thì lại hay qua nhà chị dâu của mình để may quần áo, tại chị biết nghề may mà. Thì bả thấy tội nghiệp, bả mới kêu mình, mới nói thôi bây giờ cái lúc đó mình kêu bằng thím mà, thím cho con 2 cây vàng cho mượn nha. Nếu mà con làm thành công thì con trả lại cho thím, còn con thất bại thì coi như là thôi. Trời ơi mừng quá, tự nhiên sao là má ông bạn tốt quá. Nhưng mà chắc mình nghĩ lúc đó không phải luôn nữa, chắc là nhắm tướng tính cưới mình rồi. Thật sự nói chứ mình cũng rất là quý cái chú đó. Có nhiều cái tháng đầu tiên bán lỗ á, cái chú nói thôi tao thấy mày lỗ quá, thôi có nhiêu đưa nhiêu. Nói chung là bán một thời gian thì ở chỗ đó được gần năm. Gần năm thì nói chung là chú thì chú không có thay đổi, nhưng mà em vợ của chú mới ra thì ngồi đó thì ngồi chơi mà cứ thấy khách vô rồi sao bán, rồi thấy lúc đó nói chung là người Nga họ dễ tính lắm. Cái món có 10 đồng họ đưa mình, họ tính có 1 đồng mà. Thì nói chung người ta nhiều khi người ta nói chung nếu mà mình là chủ nhà thì chắc mình cũng bị tác động thôi. Mình cũng không có trách được cái chuyện đó đâu. Thấy cái việc buôn bán có vẻ thuận lợi quá. Thuận lợi quá thì chú mới nói thôi bây giờ chú cần lấy nhà lại. Tại vì để cho gia đình nó, thằng con chú nó có chỗ học hành. Thôi con cố gắng con thu xếp chỗ khác. Lúc đó hàng thì mua rồi, tiền thì thiếu nợ. Rồi bây giờ kêu dọn không biết dọn đi đâu. Cái Quỳnh Hương biết cái đường Nguyễn Huệ nó dài vậy nè. Cái mình mới lội chiều mà lội lê thê lết tết thì mình thấy cái nhà ở số 44 Nguyễn Huệ là cửa nó đóng. Cái mình gõ cửa vô đại, mình cũng kêu mừng gặp chú đó cũng là cán bộ. Chú có thằng con chừng 4 tuổi á, buổi chiều nó hay đi xuống cuối đường Nguyễn Huệ nó chơi mà nó xinh lắm. Cái mình mới hay kêu nó vô cái Liên Xô nó đưa sô cô la mình, cái mình hay cho, tại vì cái đó không bán được, nó có 2-3 cục đâu ai mua. Thì mình kêu mình tặng cho nó, cái nó bố con biết cô này là cô bán hàng ở dưới cuối đường hả bố? Hay cho con sô cô la lắm, bất cái bữa bố con cầm về cho bố ăn mà bố nói ngon đó. Cái xong cái ông nói cái cô này đó hả, cái mình đặt thì mình nói chú con vậy cái ông nói thôi nhà tao bỏ trống nó về cũng lên mày bán đi. Đó cái mình lên đó thì nói đúng là mình gặp chú đó đúng là giống như người cha thứ hai. Có nghĩa là trong suốt quá trình mình bán từ năm 1985 đến năm 1993 là 8 năm ròng rã, chú không bao giờ là nói là lên tiền nhà đó. Coi như là chú nói nhiều mình trả. Rồi thí dụ mình thấy khu vực đó là giá cả nó thay đổi thì mình trả lên. Nhưng một cái tuyệt vời là khi mình lên trên đó thì mình không có cạnh tranh, là chỉ có một mình cái chỗ đó rồi mình bán. Thì bán thì cái mà để thành lập cái thương hiệu Miss Áo Dài là một cái chuyện rất là tình cờ. Là cái ông mà người Đài Loan, ổng bán cái ổng làm đầu tư cái bột ngọt Vidan bây giờ đó.
thì lúc đó người Liên Xô họ có bán cái mình kêu là hổ phách á, thì người Liên Xô họ mang qua Việt Nam họ bán, mà người Đài Loan thì người ta tin rằng là cái đó là trừ tà rồi may mắn. Thành ra khi ông tới cửa hàng thì ông thấy mình có chừng mấy cái hổ phách đó, thì ông mới hỏi là cái này thiệt hay giả. Mà ông hỏi tiếng Tàu, ông hỏi là chứ chính tờ hay xứ chè tờ, cái này là thiệt hay giả. Thì lúc đó mình chưa có biết tiếng, nhưng mà mình muốn nói với ổng là cái này thiệt, nhưng mà mình nói là cái này là giả đó, ông mua đi. Thế ổng mới nói thôi chết rồi, mày buôn bán mà mày không biết tiếng gì vậy là sao mày bán? Tao nhìn cái mặt mày tao biết mày nói cái này là thiệt. Nhưng mà mày tại sao đó. Tại sao mày lại nói giả? Cái ổng mới nói vậy thôi không được rồi, thôi là thôi đi học tiếng đi để về bán. Thì ổng nói là sau cái mình học tiếng thì lúc đó biết tiếng thì trong vòng cũng 1-2 năm đó biết tiếng, thì ông mới tới ông coi, ông ngồi ông quan sát, ông mới nói không được, bây giờ là mày phải mở một cái cửa hàng để bán cho du khách. Chứ nếu mà mày cứ bán mà cho người ta tới thì người ta mua người ta bán lại thì lợi nhuận đâu có nhiều. Rồi có những cái mặt hàng là người ta đâu có mua. Đó, ông ngồi ông cố vấn vậy, cái mình nghĩ à thôi đúng rồi, cái mình mới đi thuê một cái nhà lớn hơn, đàng hoàng hơn để mình mở mình bán cho du khách. Lúc đó là khách Nhật vào đây rất là nhiều, và anh Yagi là nhân viên còn tới bây giờ của mình là anh xin anh lúc anh qua đây Việt Nam, anh tìm hiểu thị trường Việt Nam để anh học tiếng Việt, thì anh mới vô công ty mình anh làm. Thì nghe cái mấy người Nhật cứ nói là áo dài, mình không hiểu áo dài là gì. Mình hỏi nó hỏi gì vậy, cái nói là khách Nhật người ta hỏi cái áo dài giống như người ta hỏi cái kimono của Nhật vậy đó, người ta rất là thích mua. Cái mình nghĩ lúc đó trong đầu thật sự với Quỳnh Hương không có nghĩ tới chuyện thương hiệu thương gì hết trơn á, mình chỉ nghĩ rồi thôi bây giờ làm cái lấy cái tên áo dài để khi nào khách nó nói mày ông chở dùm cho tôi để nít áo dài thì xích lô với lại xe chở tới thôi. Đơn nghĩ đơn giản vậy thôi. Nếu như cách đây khoảng 10 năm 20 năm đó mà chị đã nghĩ rằng là một lúc nào đó chị sẽ phát triển cái thương hiệu của mình đa ngành nghề như vậy thì có lẽ đã không chọn thương hiệu Miss Áo Dài đúng không ạ? Chắc là không chọn đâu. Không, đúng rồi. Tại vì nếu mà nói Miss Áo Dài cái người ta nói chị thì bán áo dài không, đâu có làm gì đúng khác ngoài áo dài đâu. Nhưng ngày hôm nay chị đã trưởng thành rất là nhiều rồi. Đã phải có những cái gọi là chiêu thức nào để mà giữ chân khách trong nước và nước ngoài chứ? Phải nói là trên thế giới bây giờ người ta đều nhận xét rằng khách Nhật là một khách khó tính nhất trên thế giới. Nhưng mà người ta khó tính nhưng mà người ta trả cái giá cho sự khó tính đó. Có nghĩa là bà con mình, ông bà mình dùng cái từ là tiền nào của đó đó. Có nghĩa là người ta khó tính, người ta muốn rằng cái đó phải đẹp, cái toàn diện. Nhưng mà đồng thời người ta cũng sẽ trả cái giá rất là cao. Thì mình nhớ một cái kỷ niệm mà mình có nhiều kỷ niệm đối với khách hàng Nhật, nhưng mà cái kỷ niệm đầu tiên là cái người nhân viên họ dạy mình là cái đoàn Nhật đó họ đặt là áo dài thêu tay, mà Quỳnh Hương biết là thêu tay là nó lâu lắm. Nó phải 1-2 tháng mới xong. Thì lúc đó là mình khó khăn, mà thành ra cái người mình đặt cái chủ ra là thêu á là bây giờ chị làm cho mình là 2m4 để cho người, có những người cao người ta cũng bận được, có những người thấp người ta cũng bận được, và cái vải này sẽ gửi về Nhật Bản. Thì cái cô này có nghĩ áo dài và may cái 2 thước 4 đúng thì rồi. Giỏi lắm, 2 thước 2 thôi, người nào cao 2 thước 2, người nào lùn 2 thước thì cổ mới cắt đi còn 2 thước. Thì theo nguyên một cái loạt đó, khi mà mang tới á thì cậu nhân viên cổ mới kiểm tra, cổ thấy là 2 thước. Cổ ôm hết một cái đống giả, tại vì ngôn ngữ bất đồng, cổ nói tiếng Nhật thì mình hiểu, nhân viên họ đâu có hiểu mấy. Ngôn ngữ bất đồng, cổ ôm hết nguyên cái đống áo dài, cổ quăng ra ngoài đường của mình hơn. Cứ như giận quá không biết làm gì, cái cậu mới hỏi mình chứ tại sao mà người Việt Nam này làm như vậy, tại sao người ta đặt 2 thước 4 mình làm 2 thước làm sao, làm gì sao bán. Người Nhật á, mình bán cái này một đồng mà mình không có cái hàng 1 đồng, mình đưa cái đồng 2 đi chăng nữa người ta cũng không bao giờ lấy. Thì từ lúc đó mình nghĩ rằng mình muốn tồn tại trong thị trường Nhật Bản, chữ tín là quan trọng nhất. Đó là cái bài học đầu tiên trong thương trường, và tới bây giờ nó tới bây giờ được. Và cái đó là một cái giúp cho Miss Áo Dài cũng như Trung Thủy sau này rất là nhiều. Có nghĩa là bây giờ có những cái khách hàng người ta tới, người ta mua món hàng, mình nói cái này chưa làm xong, người ta nói không, Miss Áo Dài làm, người ta sẵn sàng trả tiền trước và người ta không cần coi cái đó làm tốt hay xong. Wow. Đã gây dựng được cái chữ tín đó rồi, và chắc chắn là chị sẽ phải làm tất cả mọi thứ để có thể gìn giữ được cái chữ tín đó, đúng không ạ? Bực kể cho Quỳnh Hương nghe một câu chuyện là có một cái cô đó, phóng viên người Nhật Bản, cô tới cô đặt một cái áo dài ở Việt Nam, thì đặt ở Miss Áo Dài đó, thì khi mà cô đặt đúng ra cái lịch của cổ là phải quay về chỗ cái cửa hàng mình để thử, thì cổ lại về trễ, thì nhân viên của mình mới tới mang cái khách sạn giao cho cổ. Thì mang tới khách sạn giao xong á thì 1 giờ đêm cổ gọi điện cho cái anh người Nhật,
Cô nói là bây giờ phải tới giải quyết vấn đề của cổ. May cái áo dài, xin lỗi nha, nói giá luôn, 150 đô, ừ. Trong khi chợ Bến Thành bán có 200 ngàn à. Mà bây giờ không bận được, mà làm như vậy, thương hiệu biết áo dài là cả Nhật ai cũng biết. Mà bây giờ làm như vậy, cô về cô viết báo cô đăng. Trời, cái anh này anh sợ quá, anh là anh gọi. Tại vì không có thử. Không có thử mà mà kể cho nghe rất là vui. Cái cậu chạy tới cậu nói Sacho là bà chủ á, bây giờ nó có cái chuyện problem như vậy á. Cái lúc đó 1 giờ sáng buồn ngủ muốn chết luôn. Cái mình nói thôi mày đi, mày đi tao ngủ quá. Nó không được, bà này phụ nữ mà bà có một mình bà làm sao rồi tôi vô phòng bà. Cái mình thấy vậy mình lục tục ngồi dậy theo nó tới. Mở cửa ra cái điều đầu tiên đập vô mắt mình là gì Quỳnh Hương biết không? Bà Mai bà bận kéo dài, bà không biết gài. Thì hai cái nút cổ bà đâu có gài đâu. Bà lấy bà gài xuống cái hò đó, thành cái áo nó giật lên như vậy. Mà áo thì design mà phía dưới thì nó mỏng, phía trên thì mình có lót nhưng mà phía dưới nó mỏng. Mà không bận quần nữa. Mình vô mình đúng là choáng váng rồi, mình nghĩ đúng là cái bà này bà chửi là phải. Chứ sao cái bác mình nói xin lỗi bà, cái mình gài lại cho bà. Cái bà này tao nghe nói người Việt Nam à, là kín đáo, phụ nữ Việt Nam kín đáo, duyên dáng, lịch sử, bận đôi mà thấy hết trơn. Làm sao mà đi đâu được. Cái, xin lỗi bà, trong cái túi còn cái quần. Thiếu một miếng là làm sao mà cái mình đưa mấy cái sau cái mình lấy cái quần mình bận cho bà. Cái mình lúc đó nói thiệt bà la sợ quá rồi. Cái em nói trời ơi bà bận áo dài đẹp quá mà người Việt Nam bận rồi chưa được đẹp như bà. À, nói chung thì cũng hơi hơi đẹp thôi. Rồi, nhưng mà phải nói vậy cho người ta vừa lòng chứ người ta đang giận mà. Cái bà đứng èo qua èo lại cái bà nói so đẹp giờ nè, có nghĩa là ờ đúng rồi đẹp ha. Đó, cái mình mừng quá cái mình đi về. Về thì nói chứ 1:30 qua một, qua giải quyết công việc bả xong là 2 giờ thì buồn ngủ quá ngủ dậy trễ. 8 giờ sáng bây giờ công ty. Bà nói bà kiếm cái cô nhân viên mà ngày hôm qua bán hàng cho bà. Ba cái ba tụi nó không, nhân viên không ai biết là tại sao đêm ngày hôm qua mà có ai mà đi lấy hàng bán cho bà. Mấy cô này mới thắc mắc thì lúc đó mình lòi cái lúc đó mình lòi dò mình bước vô. Cái bà nói đúng rồi cô này cô này. Cái mình cũng chào bà, cái mấy đứa nhân viên nó không bà chủ tôi. Bà nói ủa bà chủ mày à, bà là ủa, mày, ủa bà chủ hả? Bữa đêm à, vậy cái tới. Bà nói trời ơi thì bà nghĩ rằng là Việt Nam sẽ phát triển rất là tốt nếu những cái tinh thần phục vụ như vậy. Thì cái bà nói cái đó là mày học của tụi Nhật tao đó. Có nghĩa là bên cạnh cái chữ tính rồi á là cái chất lượng phục vụ phải là đặt lên hàng đầu. Đúng thì rồi. Mới có thể níu chân được khách đúng, hàng đúng, ngoài. Đúng, đúng. Nói về cái tinh thần mà gọi là học hỏi và cầu tiến thì có thể giới thiệu thêm với quý vị một chút rằng là chị Thủy cũng là một trong những hiếm hoi ạ. Những gương mặt doanh nhân người Việt mình có thể tự giao tiếp với các khách hàng bằng nhiều thứ tiếng. Hồi nãy chúng ta biết là chị đã đi học tiếng Nga nè. Đúng không ạ? Rồi tiếng Hoa nè, rồi tiếng Anh nè, rồi tiếng Nhật thì chắc dĩ nhiên là phải có rồi. Yeah. Như vậy thì hoàn toàn thì không có cần phải thông qua phiên dịch. Và đây là một cái lợi điểm rất là lớn. Đúng, đúng. Một cái lợi điểm rất là lớn. Ví dụ như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ, thời gian của mình rất là hạn hẹp. Nhưng mà nhiều khi là rảnh là chạy qua miếng áo dài. Thì mình đứng đó thì thật sự mình cũng không có buôn bán, không có giao tiếp với khách. Nhưng mà mình nghe khách hàng người ta sẽ nói với nhân viên là cái này là to quá so với người Nhật, hoặc cái màu này là không đẹp, hoặc cái design này như thế nào vân vân và vân vân. Cái việc mà biết tiếng có thể làm cho chị có thể nghe được. Đúng rồi. Can thiệp được trực tiếp vào trong cái công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh. Yeah. À như vậy thì tốt quá. Quỳnh Hương cũng phải hỏi chị thêm rằng là nếu mà mình có thể biết được nhiều cái thứ tiếng như vậy thì chắc chị phải có một cái phương pháp học như thế nào mới hiệu quả được chứ đúng không? Nói chung là nếu bây giờ mà cái hỏi cái phương pháp học cái ngoại ngữ của mình chắc phải bán lấy tiền Quỳnh Hương. Ôi hả? Bán lấy tiền. Thôi tính rẻ cho Quỳnh Hương đi. Học thì Quỳnh Hương biết làm sao không? Vô trường học thì hồi đó trung tâm không nghĩ gì, Việt Xô thì họ dạy có 1 tiếng à. Về cái mình mua cái bát cách xét á, cái khô và cái cuốn băng. Yeah. Rồi mình cứ nghe là tiếng dành cho như họ nói cho mình nghe vậy đó. Nhưng mà cái đặc biệt là mình mới là sao? Lúc đó ngồi thì ngồi ngoài kiosk thì ông đi qua bà đi lại, đâu phải ai cũng vô cửa hàng mình mua. Nhưng mà mình thấy người Liên Xô cái mình kêu Rasvice, Vukacice, Vazalusa, mời vô. Mình nói chào ông, mời ông vào đây. Nó nghe, ủa tự nhiên sao có người, một người biết tiếng mà mời vô đây ngồi. Cái vô ngồi cái mình lấy nước mình cho nó uống. Cái bắt đầu mình hỏi ông ở đâu, ông tên gì, cha ông sao, mẹ ông sao. Mình nói đủ thứ trên đời. Nhưng mà thực sự là cái đó là mình tập. Đang gọi là thực tập miễn phí. Thực tập miễn phí. Mà nhiều khi vui lắm. Cái mình nói sai khách nó sửa mình hơn. Mình nói
cái khách nó nói ơi nói vậy là không có được, phải nói như thế nào như thế nào như thế nào, tự nhiên đó. Có cả mấy trăm thầy miễn phí đúng rồi, cứ đi ra đi vô đi ra cái mình mời nó vô. Nhưng mà hỏi chứ trời thì nắng à, đeo cái ba lô lội trên đường có người biết tiếng mời vô uống nước ai không vô Còn cái học tiếng Nhật là cái học là khó nhất. Tại vì lúc đó mình thấy du khách Nhật nhiều quá, mình nói thì không hiểu, phải thông qua tiếng Anh. Mà nhân viên của mình thì người Nhật thì nói tiếng Anh thì Quỳnh Hương biết rồi, đâu có giỏi đâu. Đó, thành ra là cái học tiếng Nhật mà bị ông xã la luôn. Có nghĩa là khi mình đi làm về 9 giờ tắm rửa xong, cái đi lên giường lấy cái máy cassette đeo vô. Xong lấy cuốn tập ha. Quá lấy cuốn tập ngồi không, lúc đầu học thì không có giận cái sau cái bữa cái thấy 1 giờ sáng rồi cái máy cassette nó bị hư cái chốt, cái mình cứ lay quay mình cứ chọt tới chọt lui cục cái không thức dậy em nói làm gì mà giờ này còn cục. Nó vậy em ra học ngoại ngữ em học làm gì vậy, học chết hay gì vậy, mà hôm kia đêm còn học ngoại ngữ là sao mà như vậy đó, phải có cái đam mê như vậy thì chị mới có thể học đúng, được đúng không tại vì mình nghĩ trong lòng mình thật sự muốn kiếm tiền một dân tộc nào mình phải biết văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc đó. Chính xác. Thì mình mới có thể kiếm được nhiều tiền. Dạ còn rồi. Không thì mình kiếm ít lắm. Cho nên bây giờ đó là điều Quỳnh Hương đang muốn hỏi chị đây. Chị đã kiếm được nhiều tiền vào thị trường Nhật đúng không? Đúng rồi. Chị không có vẻ gì gọi là phải giấu giếm về điều đó hết. Không có chuyện gì giấu giếm. Đúng rồi. Cho nên bây giờ chị sẽ chia sẻ, nếu chị không ngại chị chia sẻ luôn với tất cả quý vị khán giả là làm sao chị đã chinh phục được cái thị trường đó để có thể gọi là kiếm bạc sĩ bằng thị trường đó. Coi như là kể một câu chuyện cho Quỳnh Hương nghe nha. Ông tổng giám đốc Salon Bath. Dạ. Tổng giám đốc Salon Bath thì khi mà mình cất tòa nhà Lancaster đó thì ông mới hỏi cậu nhân viên người Nhật mình, tòa nhà này có bao nhiêu tiền từ Nhật bạc đóng góp vô đây. Wow. Có nghĩa là ông nói là có nghĩa là từ cái ngành bán hàng mỹ nghệ là lấy 5 đến 10 mà có tiền xây một cái tòa nhà 300-400 tỷ đồng thì ông mới hỏi đùa, ông hỏi là có bao nhiêu tiền của Nhật du khách Nhật bạc đóng góp vô đây. Quỳnh Hương thấy có những người khách người ta vào một cái nhà hàng, người ta ăn, người ta trả một người 300 đô. Mà cũng có một khách đi chỗ khác ăn có 5 đô. Thì bây giờ mình phải chọn lựa thị trường chứ, có nghĩa là mình chọn những cái khách nào. Có nghĩa là người ta nói là quan không để rơi rớt đồng nào, có nghĩa là mình để khách xịn thì mình sẽ có một cái phục vụ để lấy tiền của cái khách giàu đó, và cái khách bình dân mình cũng có một cái để mình lấy tiền của khách bình dân. Có nghĩa là ý chị muốn nói là chị phân khúc đúng, đối đúng, tượng ra đúng, để đúng, mà chị có một cái chất lượng dịch vụ phù hợp đúng, để cho đối tượng thượng đế nào cũng cảm thấy hài lòng với đúng, cái đồng tiền mình đúng, bỏ ra đúng, đúng à. Có phải đó là điều mà chị đang áp dụng với thị trường Nhật không? Đang áp dụng thị trường Nhật và cả các thị trường khác. Bây giờ Quỳnh Hương xin phép hỏi một vài những đồng sự với nhân viên của chị được không ạ? Rồi, thoải mái thôi. Dạ rồi. So hi Peter. Nice to meet you. Would like to ask you how long have you been working for Miss Soya? 4 months. À, anh đã làm việc cho Miss Soya được 4 tháng rồi. 4 tháng. So how was your previous job? Was it good? It was very good. I was working for Norfolk Group. A well-known group in Saigon, Ho Chi Minh City. Yeah, I heard about Norfolk too. It was very good. Anh nói rằng là trước khi về Miss Soya thì anh làm việc cho tập đoàn Norfolk, là một trong những tập đoàn cũng rất là nổi tiếng tại Việt Nam. So the matter is that why was the previous job was so good? What made you decide to leave for Miss Soya? Như vậy thì cái điều mà Quỳnh Hương rất là muốn biết là vì sao công việc trước của anh tốt như vậy mà anh lại quyết định đầu quân về cho Miss Aoyai? I decided to work for Miss Aoyai and for Madame Thuy. After researching the company, I was very impressed with... Researching? I researched before I joined the company. Mm-hmm. And I found their branding was very high in the market, mm-hmm. Well recognized, and they have a very good quality in their products that they present to the market. Ok, anh nói rằng là trước khi đầu quân về cho Miss Soya thì anh đã gọi là đi nghiên cứu rất là kỹ về thương hiệu này. Anh thấy là cái thương hiệu này nó rất là nổi tiếng, rồi có chất lượng tốt, có chữ tín tốt, cho nên quyết định đầu tư. So what specific job are you working at Miss Soya? I'm working in the projects and investment department, which is a department that has been set up by Madame Thuy. Yeah. We're looking at new acquisitions and projects, and I'm very impressed with their future strategy for expansion.
Anh đã nói rằng là anh rất là tin tưởng vào trong cái khả năng phát triển trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư xây dựng của Miss Áo Dài. Nói tới Miss Áo Dài, cái Quỳnh Hương lại nghĩ tới là áo dài. Yeah. Thì, cho nên nãy giờ cứ nghĩ cái anh này mà anh đang làm cho North Fork là bất động sản, là anh về đây anh theo thùa may giá thì được. Cho nên mới phát hiện ra là ảnh lại phụ chị về cái lĩnh vực là phát triển các cái dự án bất động sản và đầu tư xây dựng, phải không ạ? Đúng rồi em. Thank you Peter. Thank you. Từ một lĩnh vực gọi là truyền thống và là sở trường của chị, như là không phải thủ công mỹ nghệ mà nó mà nghe từ đầu tiên là may mặc. Đúng rồi. Rồi theo thùa thủ công mỹ nghệ. Rồi. Tới bây giờ thì đâu là lĩnh vực mũi nhọn của Miss Áo Dài? Có vẻ như là mấy cái kia nó đã không còn thời hoàng kim của nó rồi, không được là con cưng nữa rồi, phải không? Nói chung là nó bổ sung cho nhau rất là nhiều, Quỳnh Hương. Dạ. Chẳng hạn như khi chị làm cái ngành thủ công mỹ nghệ thì khách hàng của mình nó tới rất là nhiều. Tới nhiều thì tại vì mình cũng lắng nghe họ nói chuyện. Thì chẳng hạn họ nói đi qua Việt Nam chán quá, 4-5 ngày không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết làm gì, không biết đi đâu. Rồi có một cái kỷ niệm mình vui, không có một khách ông tới cửa hàng mình, ông mua hàng, ông mua tại vì ông là phân trai của mình ở Nhật, thành ra một lần ông qua ông mua rất là nhiều. Yeah. Rồi xong ông mang về Nhật ông bán cũng, yeah, thương hiệu Miss Áo Dài bên đó, cái ông mang ra gần 100,000 đô. Ông mua xong ông mua hết hàng của mình rồi, cái ông còn tiền lại, ông nói bây giờ tao muốn đi chơi, tao muốn đi thư giãn. Cái mình nghĩ trong đầu trời chơi đâu, thư giãn đâu. Cái ông nói trời ở Việt Nam mày dở quá, bên Thái á, khi mà tụi tao mệt mỏi vậy tụi tao sẽ đi spa. Là trong spa đó thì tụi tao vô đó tụi tao sẽ được xông hơi, sauna, tụi tao sẽ được massage. Một cái set như vậy khoảng có 200-300 đô thôi. Cái mình nghĩ trong bụng trời ơi, mua quá trời mỹ nghệ có 2-3 ngàn đô mà một set massage có 2 tiếng rưỡi, 200-300 đô mà ông nói có 200-300 đô. Cái mình nghe vậy cái mình nghĩ ủa tại sao mình không kiếm cái tiền đó. Mà cái quan trọng nhất là khi mình đưa ông ra sân bay, khi ông vô thì ông khai tiền, khi ông ra thì ông cũng phải khai. Mà ông thì không biết tiếng Anh, rồi cái lục chụp thì mình phải đưa ông ra rồi mình phải đếm tiền cho ông mang về. Mình nghĩ trong bụng tại sao mình để ông mang tiền đi về. Đúng, mình tức quá mà tại sao mình không có cách nào mà mình đi lấy hết cái đồng tiền này, mà bây giờ mình phải khổ sở mình đứng mình đếm mình đưa cho ông ra sân bay. Mình nghĩ vậy cái mình về mình mới đi tìm mấy cuốn sách nói về spa. Xong rồi mình đi qua Bangkok mình coi cái spa nó làm sao, về mình mở cái spa. Mình mở spa. Là những lần sau các du khách Nhật không còn cơ hội không để còn cơ hội đi cầm để than phiền nữa. Cái bắt đầu mình nói nếu ông mua 200 đô tôi sẽ tặng cho một cái cúp bông massage chân miễn phí. Ông nói trời ơi đi du lịch mệt quá mà tự nhiên mua 200 đô được miễn phí massage chân. Thì ông nào ông nấy cũng ráng mà mua cho đủ 200 đô. Như vậy là gọi là trọn gói để mà thành một cái chuỗi liên hoàn. Một chuỗi liên hoàn. Từ một cái Miss Áo Dài ban đầu chuyên về may mặc cho tới này Miss Áo Dài của đa ngành nghề, rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau, thì theo chị đâu là cái bước ngoặt? Thì nói chung là khách mà tới Miss Áo Dài nó gồm rất là nhiều thành phần. Về sản xuất cũng có, kinh doanh dịch vụ cũng có, rồi về bất động sản, tiếng Nhật là Furosan, bất động sản cũng có. Thì mọi người người ta có một cái hướng nhìn về Việt Nam khác nhau. Và khi họ tới Miss Áo Dài, khi mà họ mua xong á, thì là bao giờ á, nhân viên cũng cảm thấy rằng là chưa lấy hết tiền của khách. Thành ra mới mời khách ngồi uống cà phê, rồi mời uống cà phê, rồi ăn bánh, rồi giới thiệu thêm hàng. Thì mình ngồi mình nói chuyện với họ thì mình hiểu, họ mới góp ý với mình. Họ nói là trong cái lúc mà phát triển như thế này thì cao ốc văn phòng sẽ rất là cần cho cái việc mà phát triển của Việt Nam. Có nghĩa người ta vào đây người ta đầu tư thì đầu tiên người ta phải có một cái văn phòng để người ta làm việc, thứ hai nữa là người ta phải có nhà để người ta ở. Mà đa phần bây giờ là những cái khách mà vào Việt Nam làm ăn phải ở khách sạn. Rồi xong họ nói còn họ nếu mà họ ở mà cái quận xa thì họ sợ kẹt xe ở Việt Nam. Có nghĩa họ tâm sự với mình là họ muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng mà họ thấy khó như vậy. Vậy cái mình nghĩ ủa tại sao mình không làm những cái ngành nghề đó rồi mình phục vụ. Đúng đó rồi. Thành ra Quỳnh Hương biết thì cái tiệm Miss Áo Dài nó đang là cái nhà thấp á, rồi mình đập mình xây lên rồi mình xây lên là mười mấy tầng, rồi ở dưới thì là mình bán mỹ nghệ, rồi mấy tầng còn lại thì cho mở văn phòng, rồi mình làm luôn dịch vụ spa trong đó luôn. Dạ. Rồi trên lầu là có nhà hàng, có nghĩa là một chu trình khép kín, là vô đó là trả tiền hết rồi đi ra. Rồi. Và từ cái chu trình khép kín đó tiền nó lại sinh ra tiền, và đúng, tiền thì chị lại tái đầu tư vào những, đúng, cái dự án khác. Đúng. Như vậy thì những cái thăng trầm đã qua rồi, có những cái kỷ niệm vui buồn không thể nào quên được
Như một người nghĩ, tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một diện mạo của Miss Áo Dài ngày hôm nay. Và nếu quý vị và các bạn muốn biết rằng Miss Áo Dài ngày hôm nay sẽ như thế nào, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã ghi nhận được trong quá trình thực hiện chương trình này. Việc lấy chữ tín làm đầu cùng phương châm chất lượng phục vụ là trên hết, cùng với sự am hiểu và nhanh nhạy nắm bắt thị trường, mà từ một cửa hàng nhỏ chuyên may áo dài và bán hàng thủ công mỹ nghệ cho đến hôm nay. Mình là gì Quỳnh Hương biết không? Bà Mai bà bận kéo dài, bà không biết gài, thì hai cái nút cổ bà đâu có gài đâu, bà lấy bà gài xuống cái hò đó thành cái áo nó giật lên như vậy. Mà áo thì design mà phía dưới thì nó mỏng, phía trên thì mình có lót nhưng mà phía dưới nó mỏng, mà không bận quần nữa. Mình vô mình đúng rồi, chón ván mà mình nghĩ đúng là cái bà này bà chửi là phải. Cái sau cái bác mình nói xin lỗi bà, cái mình gài lại cho bà. Cái bà nói tao nghe nói người Việt Nam mà là kín đáo, phụ nữ Việt Nam kín đáo, duyên dáng, lịch sự, bận đôi mà thấy hết trơn. Làm sao mà đi đâu được. Cái xin lỗi bà, trong cái túi còn cái quần. Thiếu một miếng là làm sao mà cái này mình đưa mấy cái sau cái mình lấy cái quần mình bận cho bà. Cái mình lúc đó nói thiệt bà la sợ quá rồi. Em nói trời ơi bà bận áo dài đẹp quá, mà người Việt Nam bận ngồi chưa được đẹp như bà. À, nói chung thì cũng hơi hơi đẹp thôi. Rồi, nhưng mà phải nói vậy cho người ta vừa lòng chứ người ta đang giận mà. Cái bà đứng èo qua èo lại, cái bà nói so đẹp giờ nè, có nghĩa là ờ đúng rồi đẹp ha. Đó, cái mình mừng quá cái mình đi về. Về thì nói chứ 1:30 qua một, qua giải quyết công việc phải xong là 2:00, thì buồn ngủ quá ngủ dậy trễ. 8:00 sáng bây giờ công ty. Bà nói bà kiếm cái cô nhân viên mà ngày hôm qua bán hàng cho bà. Bà kia bà tụi nó không, nhân viên không ai biết là tại sao đêm ngày hôm qua mà có ai mà đi lấy hàng bán cho bà. Cái cô này mới thắc mắc, thì lúc đó mình lòi cái lúc đó mình lòi dò mình bước vô. Cái bà nói đúng rồi cô này, cô này. Cái mình cũng chào bà, cái mấy đứa nhân viên nó không, bà chủ tôi. Bà nói ủa chủ mày à, bà là ủa, mày, ủa bà chủ à, bữa đêm à. Vậy cái bà nói trời ơi thì bà nghĩ rằng là Việt Nam sẽ phát triển rất là tốt nếu những cái tinh thần phục vụ như vậy. Thì cái bà nói cái đó là mày học của tụi Nhật tao đó. Có nghĩa là bên cạnh cái chữ tín rồi á, là cái chất lượng phục vụ phải là đặt lên hàng đầu. Đúng thì rồi, mới có thể níu chân được những khách hàng đúng, nước đúng, ngoài. Đúng, đúng. Nói về cái tinh thần mà gọi là học hỏi và cầu tiến thì có thể giới thiệu thêm với quý vị một chút rằng là chị Thủy cũng là một trong những hiếm hoi ạ. Những gương mặt doanh nhân người Việt mình có thể tự giao tiếp với các khách hàng bằng nhiều thứ tiếng. Hồi nãy chúng ta biết là chị đã đi học tiếng Nga nè. Đúng không ạ? Rồi tiếng Hoa nè, rồi tiếng Anh nè, rồi tiếng Nhật thì chắc dĩ nhiên là phải có rồi. Yeah. Như vậy thì hoàn toàn thì không có cần phải thông qua phiên dịch, đây là một cái lợi điểm rất là lớn. Đúng, đúng. Một cái lợi điểm rất là lớn, ví dụ như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ thời gian của mình rất là hạn hẹp, nhưng mà nhiều khi là rảnh là chạy qua Miss Áo Dài. Thì mình đứng đó thì thật sự mình cũng không có buôn bán, không có giao tiếp với khách, nhưng mà mình nghe khách hàng người ta sẽ nói với nhân viên là cái này là to quá so với người Nhật, hoặc cái màu này là không đẹp, hoặc cái design này như thế nào, vân vân và vân vân. Thế cái việc mà biết tiếng có thể làm cho chị có thể nghe được. Đúng rồi. Can thiệp được trực tiếp vào trong cái công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh. Như vậy thì tốt quá. Quỳnh Hương cũng phải hỏi chị thêm rằng là nếu mà mình có thể biết được nhiều cái thứ tiếng như vậy thì chắc chị phải có một cái phương pháp học như thế nào mới hiệu quả được chứ, đúng không? Nói chung là nếu bây giờ mà cái hỏi cái phương pháp học cái ngoại ngữ của mình chắc phải bán lấy tiền Quỳnh Hương. Ôi vậy hả? Bán lấy tiền. Thôi thôi tính rẻ cho Quỳnh Hương đi. Học thì Quỳnh Hương biết làm sao không? Vô trường học thì hồi đó trung tâm không nghĩ gì, Việt Xô thì họ dạy có 1 tiếng à. Về cái mình mua cái bát cassette á, cái có một cái cuốn băng. Yeah. Rồi mình cứ nghe là tiếng dành cho như họ nói cho mình nghe vậy đó. Nhưng mà cái đặc biệt là mình mới sao lúc đó ngồi thì ngồi ngoài kiosk thì ông đi qua bà đi lại, đâu phải ai cũng vô cửa hàng mình mua, nhưng mà mình thấy người Liên Xô cái mình kêu rác với che và cái chiếc che mời vô nói chào ông, mời ông vào đây. Nó nghe ủa tự nhiên tôi có người một người biết tiếng mà mời vô đây ngồi. Cái vô ngồi cái mình lấy nước mình cho nó uống. Cái bắt đầu mình hỏi ông ở đâu, ông tên gì, cha ông sao, mẹ ông sao. Mình nói đủ thứ trên đời, nhưng mà thực sự là cái đó là mình tập, đang gọi là thực tập miễn phí. Mà nhiều khi vui lắm, cái mình nói sai khách nó sửa mình hơn. Khách nó nói ơi nói vậy là không có được, phải nói như thế nào như thế nào như thế nào. Tự nhiên đó, có cả mấy trăm thầy miễn phí. Đúng rồi, cứ đi ra đi vô cái mình mời nó vô. Nhưng mà hỏi làm trưởng ban bảo trợ cho nên là khi được
một vị trong cái những doanh nghiệp mà có tấm lòng đó giới thiệu chúng tôi với chị Thủy, thì cách đây 5 năm rồi. Thì chúng tôi không ngờ là khi đến làm việc với chị Thủy rất là vui vẻ và đã nhận lời với chúng tôi. Làm chúng tôi về cũng mất ăn mất ngủ cả tuần lễ vì quá mừng. Quá mừng là có một cái trưởng ban bảo trợ như thế rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình. Và lại nữa đó thì phải nói rằng chị Thủy thì cũng giỏi ngoại ngữ, cho nên cũng là cái điều kiện để chúng tôi cũng nhờ chị Thủy để mà có thể giao tiếp được các cái mạnh thường quân, các cái tổ chức xã hội, những tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến để mà có thể là đầu tư những dự án hỗ trợ cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì phải đó là cái điều mà chúng tôi phải nói rằng là rất là cảm ơn chị Thủy đã cùng với chúng tôi đồng hành trong 5 năm qua. Và có những chương trình lớn mà khi mà tham gia để mà gợi ý, để mà đóng góp cho những người khó khăn á, thì chị Thủy rất là quan tâm. Mà một cái chương trình nổi bật trong nhiều năm qua đó là chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh. Và bản thân cá nhân chị Thủy cũng đóng góp trên 10 ca là để mà các em được phẫu thuật. Cảm ơn chị vì những chia sẻ này ạ. Chị Thủy ơi, rất là cảm ơn chị Thủy đã đến với chương trình trò chuyện cuối tuần và đã chia sẻ rất là nhiều những cái vốn sống của chị cho tất cả các khán giả của chương trình. Quỳnh Hương chỉ thay mặt cho những người thực hiện chương trình mong muốn rằng là chị tiếp tục giữ được cái tâm trong lòng chị tính mà chị đang có với các đối tác và không ngừng phát triển nữa với đầu óc nhanh nhạy và thích thời trong kinh doanh cũng như trong tất cả các hoạt động của chị để làm cho thương hiệu Miss Áo Dài ngày càng trở nên là một niềm tự hào của các doanh nghiệp Việt Nam. Cảm ơn chị đã đến với chương trình trò chuyện cuối tuần. Rồi, cảm ơn Quỳnh Hương nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng ta tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ phát sóng quen thuộc 12:45 trưa chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.